Chào các em. Hôm nay chúng ta học nhận biết về cây lúa các em nhé. Trước khi học, các em nhớ nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận nhiều video hay tiếp theo nhé. Chúng ta bắt đầu học nào. Đây là cánh đồng lúa nhìn từ trên cao. Đây là cánh đồng lúa nhìn từ trên cao. Cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa. Đây là hình ảnh người dân cấy lúa. Đây là hình ảnh người dân cấy lúa. Đây là cây lúa non hay còn gọi là cây mạ. Đây là cây lúa non hay còn gọi là cây mạ. Cây lúa sống ở vùng đất mềm và cần có nước. Cây lúa sống ở vùng đất mềm và cần có nước. Và đây là cây lúa đã lớn. Và đây là cây lúa đã lớn. Đây là lá lúa. Đây là lá lúa. Lá lúa. Lá lúa. Lá lúa. Lá lúa mềm và mỏng. Lá lúa mềm và mỏng. Đây là cây lúa. Đây là cây lúa. Cây lúa có thân mềm như thân cỏ. Cây lúa có thân mềm như thân cỏ. Cây lúa. Cây lúa. Cây lúa. Đây là bông lúa. Đây là bông lúa. Đây là bông lúa. Đây là bông lúa đã chín. Đây là bông lúa đã chín. Bông lúa. Bông lúa. Bông lúa. Đây là hạt lúa sau khi thu hoạch. Đây là hạt lúa sau khi thu hoạch. Hạt gạo. Hạt gạo. Hạt gạo. Đây là hạt gạo. Đây là hạt gạo. Hạt lúa sau khi tách vỏ sẽ trở thành hạt gạo.
hạt gạo chứa nhiều tinh bột và vitamin. Chúng ta dùng gạo nấu cơm ăn mỗi ngày. Chúng ta dùng gạo nấu cơm ăn mỗi ngày. Hoặc xây bột làm bún, nấu cháo. Hoặc xây bột làm bún, nấu cháo. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Các em nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nữa nhé. Cảm ơn các em. Skip to my loo, 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 skip to my loo.